17 La Mã, Phẩm Đạo Hành. 1. Tóm tắt. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 2. Giới chi tiết. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí chậm? Ở đây có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh. Bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh. Bản tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp, để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng trí chậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này hết sức dồi dào, người ấy đạt được vô gián định một cách mau chóng, để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí chậm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người bản tánh tham dục không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh, bản tánh sân không có cường thịnh, bản tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp, để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí chậm. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bản tánh tham dục không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh, bản tánh sanh không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sân sanh, bản tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, người ấy đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 3. Bất tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí chậm? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này hiện ra rất mềm yếu, đạt được vô gián định một cách chậm chạp, để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng trí chậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo,
tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, giới tưởng nhàm chán đối với các món ăn, giới tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành tưởng chết, khéo ăn trú trên nội tâm. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Vì ấy do năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn trừ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây là đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí chậm? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tuệ căn. Vì ấy, do năm căn mềm yếu này, đạt được vô gián định một cách chậm chạp, để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí chậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, chứng và trú thiền thứ hai, chứng và trú thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Do năm căn này rất dồi dào, vị ấy chứng đạt vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 4. Tham nhẫn. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành không tham nhẫn, đạo hành tham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành không tham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ đã chửi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành không tham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành tham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không giết mắng lại kẻ đã giết mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành tham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, phàm do nhân duyên gì, với nhãn căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm do nhân duyên gì với ý căn này, không được chế ngự, khiến cho tham ái ưu bi. Các pháp ác bất thiện khởi lên, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy. Thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, không có chấp nhận các pháp ác bất thiện khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, đưa đến không sanh hữu. Này các tỷ kheo,
Đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 5. Kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, không kham nhẫn những hình thức chửi mắng, phỉ báng, không có thể chịu đựng các cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kham nhẫn, lạnh, nóng, chết điếng người. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 6. Giới các chi tiết. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Ở đây, này các tỷ kheo, đạo hành này khổ, thắng trí chậm. Này các tỷ kheo, đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này là khổ, do duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này thắng trí chậm, do duyên này, đạo hành này được gọi là hạ liệt. Này các tỷ kheo, đạo hành này cả hai phương diện được gọi là hạ liệt. Ở đây, này các tỷ kheo, đạo hành này khổ, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, đạo hành này do đau khổ nên gọi là hạ liệt. Ở đây, này các tỷ kheo, đạo hành này lạc, thắng trí chậm. Này các tỷ kheo, đạo hành này do chậm nên gọi là hạ liệt. Tại đây, này các tỷ kheo, đạo hành này lạc, thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, đạo hành này cả hai phương diện được gọi là thù thắng. Đạo hành này lạc do duyên này, đạo hành này được gọi là thù thắng. Đạo hành này nhanh chóng do duyên này, đạo hành này được gọi là thù thắng. Này các tỷ kheo, đạo hành này cả hai phương diện được gọi là thù thắng. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. 7. Sariputta và Moggallana. Rồi tôn giả Sariputta đi đến tôn giả Moggallana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Moggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Moggallana. Này hiền giả Moggallana, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này hiền giả, có bốn đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành này, tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này hiền giả Sariputta, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm. Đạo hành khổ, thắng trí nhanh. Đạo hành lạc, thắng trí chậm. Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này hiền giả, có bốn đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này hiền giả, đạo hành này khổ, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 8.
Moggallana và Sariputta. Tôn giả Moggallana đi đến tôn giả Sariputta, ngồi xuống một bên. Tôn giả Moggallana nói với tôn giả Sariputta: "Này hiền giả Sariputta, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Này hiền giả, có bốn đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành ấy, tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này hiền giả Moggallana, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này hiền giả, trong bốn đạo hành này, đạo hành lạc thắng trí nhanh, do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 9. Với một vài nỗ lực. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại, chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại, chứng được vô hành niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng được vô hành niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại, chứng được hữu hành niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các đồ ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú trên nội tâm, vì ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này được dồi dào, ngay trong hiện tại, vị ấy chứng được hữu hành niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu hành niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng chết, khéo an trú trên nội tâm. Chị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức là tính căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, khi thân hoại mạng chung, vị ấy chứng được hữu hành niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi lên dồi dào, tức là tính căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, vị ấy ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức là tính căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng chung, chứng được vô hành niết bàn. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 10. Gắn liền, cột chặt. Một thời, tôn giả Ananda sống ở Kosambi, tại cung vườn Kosita. Tại đấy, tôn giả Ananda gọi các tỷ kheo: "Thưa các hiền giả tỷ kheo,
Thưa vâng hiền giả. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. Thế nào là bốn? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo tu tập quán có chỉ đi trước, do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy niên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, vị tỷ kheo tu tập chỉ có quán đi trước, do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vậy, vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, tỷ kheo tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau, do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, tỷ kheo với các dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các hiền giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Cho vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Này chư hiền, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc một trong bốn chi phần này.